Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này thuộc hệ nồi đồng cối đá nha các bạn. Nó có tên là Isuzu C35. Nhưng mà nó là cây TD33 đó các bạn. Tem đầu nó đóng như vậy ha. Isuzu C35. Cây này nó có cái nồng là 37 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 33cc. Rất là khỏe các bạn. Đánh cước rất là ngon luôn. Cây này thuộc hệ nồi đồng cối đá nha các bạn. Mình đã lên chế hòa khí 2 kim ha. Chế hòa khí 2 kim cho các bạn xài cho nó sướng. Cây này thì thuộc tầm giá trung bình nha các bạn. Giá trung bình, giá rất là dễ xài luôn. Các bạn nào có thích nó thì alo cho mình ha. Cái này thuộc trọng nồi độc của đá các bạn, 37 ly. Tùm to, bố lớn. Isuzu C35. Các bạn quan sát đẹp. Các bạn nhìn đây, các bạn mới thấy cái máy nó đẹp mới ha. Cái diệt zin mà nó mới chát luôn ha. Có dòng bô đen nha các bạn, dòng bô đen. Rất là đẹp luôn. Bô đen nha. Su seri của nó nè. Láp của nó ha. Các bạn nhìn thấy cái láp của nó thấy liền luôn. Đây là tùm to bô lớn ha, có giải cách nhiệt ha, chống sốc. Đây, đệm hồng cũng như là tay nắm nè ha. Cụm dây đeo ha, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải mình lên tay ra bóp cho các bạn xài nè, các bạn thấy không, nghe tưng luôn, nghe tưng luôn nha, dây ra xin xài rất là đổi là bền luôn ha. À, cái tay ga mình xài có bền hay không là do dây này nè các bạn. Các bạn đừng có tưởng cái dây ga bị mắc mưa mà nó hư đó ha, là tại lý do dây ga nó không có được tốt các bạn. Nếu mà dây ga tốt rồi các bạn gắn cái tay ga này nó vẫn tốt. Các bạn đừng có đòi hỏi là cái tay ga mỏ dịch nó mới tốt dây ha, nhưng mà không có thật ra là tay ga mỏ dịch còn khó xài hơn cái này nữa các bạn. Cái này rất dễ thay dây ha, rất là tiện dụng. Mà nó quan trọng tay ga bóp mình xài có tốt hay không là do cọng dây ga này nè các bạn, do cọng dây ga nha, chứ không phải cái do tay ga đâu. Tay ga mà dây ga này nó trơn tuột hết các bạn đợ, bóp đời kiếp nào cho hư. Nhưng mà có ngặt nổi á, dây ga này nó bị xét ha, nó dở quá nó bị xét. Thì khi đó là nó cứ ngắt các bạn bóp là nó sẽ gãy. Gãy là lý do không phải là tay ga này dỏm, mà là do dây ga nó cứng ngắt không kéo lên được ha. Chứ không phải là các bạn nói tay ga mà nó hư. Hư là do dây ga nó bị kẹt ha, các bạn bóp không được. Mà do dây ga kẹt đó là do đâu? Do dây ga này cái chất lượng nó rất là kém ha, nó mau xét, nó mau rỉ xét á, nó kẹt cứng. Nhưng mà dây ga này là cái dây ga xịn sò luôn các bạn nhìn xem nè ha, các bạn xài rất là bền luôn. Cho nên á, các bạn cứ than phiền là tay ga này bóp nó gãy, thật ra bóp gãy là do dây ga chứ không phải do tay ga nha các bạn. Chân cỏ nó nè, độc nhất vô nhị luôn. Chân cỏ của nó rất là đã luôn, to đùng luôn. Cần lắp hem sáo nha. Lắp hem sáo, các bạn nhìn thấy cái cùi là các bạn ghiền liền. Dòng này cái cùi thôi. Cùi, cái máy đã nồi đồng cối đá rồi, cái cùi cũng nồi đồng cối đá các bạn. To đùng luôn ha. Có chống dính cỏ nè các bạn, nhìn thấy. Nhìn cái chống dính cỏ này là các bạn ghiền luôn ha. Đây nè, mình dở lên cho các bạn xem. Đây nè, nó khít cái nè. Khít mà không cọ nha. Cái dòng này là nó làm rất nổi là gọi là chất lượng cao luôn. Thường là nó không có khít ha. Cái này nè, các bạn theo xem không? Cháy luôn. Đấy, rất là đã luôn. Còn khít cháy luôn, khít rim luôn á.
Đấy, các bạn nổi cái cần láp không là các bạn thấy xứng đáng luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. À, ở đây nó máy mình là động cơ 2 thì nha các bạn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt. Nó là thuộc dòng nắp xăng kính nha. Nắp xăng này vậy chứ nó kính đó. Gòn đẹp rất là ngon mà nó kính đấy nha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Đấy, 20 phần 1 nha. Nè, nó cho mình 20 phần 1 nè. 20 phần 1 có nghĩa là có khoảng 50 cc trên lít đó các bạn. Còn 16 phần 1 là trên 50 cc nha. 16 phần 1 là khoảng 60 cc, 65 cc trên lít đó là 16 phần 1 ha. 20 phần 1 này các em cỡ 20 lộn cỡ 50 cc trên lít các bạn. Rất là chuẩn luôn nha máy, các bạn thấy chạy ghiền luôn. Cái máy nó có ngon hay không là các bạn lắng nghe khi test máy, nó đã là máy ngon rồi các bạn nha. Mình tắt nha, nhỏ lại nha. Nổ lại nha. Nổ lại nha. Các bạn thấy đã ghê chưa? Một cây đồi đồng có đá luôn. Các bạn xài, các bạn về trải nghiệm mới biết cái sự bền của nội thất đó nha. Trên bê tông sơ mi được cốt bền cực kỳ luôn. Kinh khủng luôn á. Không một tí xíu bựa luôn, chạy ganh ti thấy ghiền luôn. Đấy các bạn, đó là bác các bạn xem nha, các bạn nghe rồi các bạn cảm nhận cái nội thất nó cỡ nào, cái xịn tới cỡ nào nó mới được máy được êm được ngon như vậy nha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Iski C35 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.